Đấy, hôm nay có cái bộ cửa hai cánh, hai bên là hai vách chết, cửa đi. Chỗ nối, chỗ tiếp giáp giữa khung cửa với lại cái vách thì có một cây y nối. Mình cho cái cây y nối là nó vừa đảm bảo độ khít và độ thẳng, và nó che được khe hở nhé. Nếu mà mình không có cái đấy là mình đứng ở trong nhà là có khi nhìn thấy khe hở này. Nó sinh ra cái cây đấy để nó nối khung vách với lại cửa với nhau. Chưa tới, khoan quá. Quá chặt. 3 điểm. Ok. Đấy, ghép nút cái vách ở bên này. Đấy, điểm nối này có 3 điểm, mỗi điểm 2 góc vít. Đây một điểm. Thế là quá chắc. Nhiều bạn mà cứ trốn cái cây này đi là sau đứng ở trong nhà nhìn thấy ánh sáng ngoài trời đi. Thế cho nên là mà nó lại không được chắc. Rồi thế thôi, để đo lên kiểm tra xem. Bằng nhau. Hình như bên đấy thấp hơn tí. 4 ly đúng không? Lấy cái cán búa 7 lên. Từ từ để 7. Lấy cán búa. Rồi. Kế tiếp phát nữa vào cái chân bên này. Cái luôn cái búa là vừa. Lấy luôn cái búa cái. Lấy luôn cái đầu búa cái là vừa. Vừa không? Thank you.
Trong các loại lắp cửa là lắp cửa mà hẫng chân này là khó nhất đấy. Quá đẹp. Thường thường mình lắp cái cửa loại này thì nó mở ra ban công ấy, thì để chống trộm thì mình cho cái khóa hai đầu chìa. Hai đầu chìa chứ không đề phòng trường hợp là nó đập vỡ kính, nó thò tay vào trong nó vặn cái núm ấy, thì nếu đối với khóa một đầu chìa nó đập kính và nó thò tay vào nó vặn cái núm bên trong là mở được cửa. Thế nên là tốt nhất là mình đề phòng cái chuyện đấy là mình cho khóa hai đầu chìa nhé. Cái này là mình phải dựng lắp cho họ, sau đó họ lát đá, sau đó mình mới thả kính sau. Nói chung là làm những cái cửa như này nó rất là lâu. Lâu thì phải ngưng nghỉ để họ lát đá nữa, sau đó mình mới lại làm tiếp được. Mình lắp cái khóa của cửa hai cánh thì nhớ mua cái mồm khóa loại mỏng hơn nhá, nó có loại như này là của cửa hai cánh này. Nếu cái nó cái chân này nó cao hơn gấp đôi cái này là của cửa một cánh.
những cái cửa này thì đấy, vì nó có hai vách nhỏ nhỏ hai bên nó thành ra là làm nó lâu hơn nhá. Như này là đã cửa đã ôm nền rồi, ôm đấy, chân này nó trầm ra như này để chắn nước nhá. Đấy, nó khó là hai cái vách kia kìa, hai cái vách hai bên này là lại phải chia ra một tí, còn ở hai cái đá ở cánh này lại thụt vào một tí. Đấy, nếu mà làm ôm như này mà cửa bốn cánh thì làm lại dễ hơn, thì mình chỉ cần cắt đá một viên dài và nó lùi hơn so với cái mép này, mép tường này 2 phân là có thể là làm được cửa bốn cánh rồi, nhưng mà vì hai cánh này lại làm khó hơn. Đấy, cửa sinh pha này thì rất là chắc chắn rồi, thì đóng đấy, khóa đẩy tinh tách. Vậy là tôi đã giới thiệu xong cái bộ cửa hai cánh, hai vách hai bên. Thì chỗ này là được ghép bằng cây nối khung đấy nhá. Thế thì mới không nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài, không là nó sẽ có khe hở ngay đấy. Cửa này thì tương đối chắc chắn rồi. Còn tương lai cái cửa này người ta sẽ làm thêm cái song sắt nữa, chạy ngang sang bên này, song song inox ấy, sơn tĩnh điện màu này luôn và bắn vít trực tiếp vào đây. Đây coi như là cái tường dựa vào đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký kênh và theo dõi video nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.